phương pháp tôi viết thơ nguồn đó là www.tvl com. Nguồn này chúng ta sẽ viết phân biệt văn vần và các loại tìm hiểu cấu trúc của một số loại thơ, thơ đường mật, thơ bát ngôn, thơ lục ngôn đúng không? Thì văn vần ta còn phải phân biệt thơ với văn vần, thì văn vần chỉ đơn giản là những câu ngắn gọn nên liên kết với nhau có vần có điều làm thì nội dung nào đó không ai tính nghệ thuật như thơ. Còn các bài văn vần dành cho trẻ em thì ngắn gọn vui vẻ dễ nhớ, ví dụ hôm nay trời nắng chang chang mà con đi học chẳng mang cái gì, chỉ mang theo một cây bút chì và một mang theo một bà một bánh mì con, hoặc là câu cây dao như bồng bồng chẳng chồng đi chơi đi chỗ lộ đến nơi mất chồng, chị em tôi chị em ơi cho tôi mượn cái lọ sồng để tôi tát nước mất chồng cho nên. Người ta gặp những cái bài văn vần ấy thì không nên nhầm lẫn với lại thơ. Thơ là chúng ta tìm hiểu thơ đường luật, thơ thơ ngôn bát cú, đây là một loại thơ cổ. Cái thi sĩ Việt Nam thường sáng tác theo loại thơ này mà tuân theo cái quy luật là bằng cách buộc đối lỗ và vần, nói chung là liên tục nghiêm khắc, nó tuân theo quy luật là nhất tam bổ bất lộ vì thứ luật thông minh, nghĩa là các câu từ vị trí 1, 3, 5 không nhất thiết phải theo luật bằng cách, nhưng các câu ở vị trí 2, 4, 6 thì nhất phải tuân theo cái luật không đối bằng cách nó. Đây, luật thứ nhất là luật đối ngẫu. Trong 8 câu của bài thơ thì câu thứ 3 và câu thứ 4, câu thứ 5 và câu thứ 6 đối nhau với cả hình thức và nội dung. Vần giao ở cuối câu, câu 1, 2, 4, 6, 8 thì buộc cùng âm với nhau, hoặc ngang ái giống nhau, các câu 3, 5, 7 thì có thanh và ngược lại. Theo ví dụ như bài thơ Qua đèo ngang, theo quy luật là các văn bản, tại sao nó không theo quy luật các văn bản? Bởi vì bài thơ này là từ thứ hai của câu thứ nhất, từ thứ hai của câu thứ nhất đây chủ tới này, nó là vần trắc đây, và từ thứ bảy của câu thứ nhất nó là vần bạc tà tà, nó là vần bạc à. Ở đây cũng nhắc thêm một điều nữa, đó là quay trở lại, bằng là những từ có dấu huyền hoặc không dấu, trắc là từ có dấu sắc có nhã nặng, người ta gọi là đấy. Thì nó tuân theo quy luật trắc tuần hoàn, chính vì vậy nó tuân theo quy luật trắc tuần hoàn, trắc tuần hoàn. Và từ câu thứ hai đến câu thứ tám thì tuân theo quy luật nhất tam bổ bất lộ, câu thứ hai này đến câu thứ tám ba bốn năm sáu bảy tám, vì sao nó tuân theo quy luật này? Ở vị trí số 1 và số 3, số 5 thì không nhất thiết phải theo quy luật bằng cách. Vị trí số 1 này à, đây vị trí số 1 số 3 số 5 số 1, số 3, số 5 thì không nhất thiết phải theo quy luật bằng cách. Nhưng mà nếu các câu ở vị trí số 2, 4, 6 thì nhất định phải tuân theo quy luật câu đối bằng cách. Theo vị trí 2 này, vị trí 4
Đi số 6. Thì nhất định nó phải tuân theo quy luật bằng cách. Nếu từ ở giữa số 4 là cách thì hai từ ở số 2 và số 6 phải là bằng. Đây, từ ở giữa. Ta xem nhá. 1 2 3 4. Từ ở giữa là cách. Đấy. Thì từ số thì hai từ ở vị trí số 2 và số 6 phải là bằng. Đây, số 2 cây đó. Cây nó là một bằng đúng không? Cây nó là một bằng. Và vị trí số 6 2 3 4 5 6 là vị trí số 6 thì bằng tiếp. Và ngược lại, nghĩa là từ vị trí số 2 này, từ vị trí giữa này, từ đá này, nó là bằng cách. Thì hai từ ở hai bên đó nó phải là bằng bằng trong theo một luật nhất định. Đây, đây cũng tương tự, từ thứ tư của nó là bằng bằng thì hai từ bên kia nó phải là bằng cách. Từ này từ lát đấy, lát nó là bằng cách. Kiểu màu khác đi. Đấy, từ vị trí số 6 đến mấy đây? Nó phải thuộc bằng cách. Tương tự như các từ còn lại. Các câu lại. Các câu thứ 3, 3 và câu thứ 4. Câu thứ 3 đây. Bước tới, có cây non thon 3 và câu thứ 4. Nó phải tuân theo quy luật là bằng phải tuân theo quy luật là đối nhau về cả hai vế một nhau từ non con đối với lát đá, từ non con này đối với lát đá, từ tiêu và chú đối với chợ ở nhà đối với nhau hết, dưới núi đối với bên sông là câu thứ tư với câu thứ năm. Câu thứ năm và câu thứ sáu tiếp tục đối với nhau. Xin lỗi, đối với nhau thế. Đấy, nó đối với nhau. Nhớ nước, đối với thương nhà, đau lòng, đối với mọi người, con có bớt, đối với cái nhà nhà. Thì chúng ta qua cái phần bình luận xem nó đúng không nhá. Đây, nó đối với nhau này, tác dụng nội dung. Câu thứ 3 đối với câu thứ 4, câu thứ 5 đối với câu thứ 6. Đối nhau về nội dung này. Câu thứ ba, thứ tư là loan phòng đối với lát bát, dưới núi đối với bên sông, thì vậy cũng đối với chợ với nhà. Câu thứ năm, câu thứ sáu, nhớ nước đối với thương nhà, đau lòng đối với mọi hiểm, có gốc đối với cái nhà nhà. Đấy, đây là quy luật của nó, chúng ta phải hiểu. Tiếp tục, tìm hiểu quy luật bằng các phần bằng bằng. Theo quy luật là các phần bằng, tại sao ta gọi nó là các phần bằng? Ta quay lại nữa. Đây là bài thơ nổi tiếng của Tam Nguyên Độ Nguyên Kiếm. Nếu câu thứ hai, câu thứ nhất, nếu từ thứ hai, câu thứ nhất, từ thu này. Từ thứ hai nó này. Và của câu thứ nhất sẽ là vòng bằng. Thu mà, nó là vòng bằng. Nó không có dấu sắc, không có dấu hỏi ngã nặng, nên nó là vòng bằng. Từ thứ bảy, câu thứ nhất. Từ thứ bảy, câu thứ nhất. Là vòng cách thì sẽ tuân theo quy luật là bằng vòng cách, nhưng ở đây thì veo này nó là vòng bằng cho nên nó tuân theo quy luật là bằng vòng bằng, quy luật bằng vòng bằng đấy, nó hay ở chỗ đó. Và tiếp tục nó cũng tương tự như cái ban nãy, nó tiếp tục tuân theo quy luật là nhất tam ngũ bất luận nhị tứ lục thông minh, nghĩa là vị trí số 1, số 3 và số 5 không nhất thiết phải theo quy luật bằng cách, nhưng mà các từ vị trí số 2, số 4 và số 6 thì nhất định được tuân theo quy luật tương đối bằng và cách. Nghĩa là nếu từ ở giữa từ số 4 là cách, đây từ số 4 là cách này, lẻo lẻo là cách rồi, thì từ số 2 và từ số 6 này, từ số 2 và từ số 6 phải là bằng. Đấy, đúng này, đúng theo quy luật.
số 2 và số 6. Thứ tư là thứ nhất là vô ngã. Vô ngã là một quy luật và nguyên tắc. Thì số tư, số thứ hai và số tư tư là số thứ hai, số 6 là bậc bạn. Đấy. Câu thứ ba và câu thứ tư thì phải đối với nhau. Câu thứ năm và câu thứ sáu thì lại tiếp tục đối với nhau. Đây, bây giờ thầy phân tích nhé. Sáu biết đối với đá vàng, hơi đỏ tí đối với thể đưa vèo, đưa làng đối với trước gió, tầm bay đối với ngõ trúc, cho lượng đối với con cao, trời trong mắt đối với khách vang đeo. Bây giờ chúng ta sang cái phần mà phân tích nhé. Đấy, nó phân tích đấy. Câu thứ ba, câu thứ tư này, câu thứ năm và câu thứ sáu đối nhau thì sóng biết đối với lá vàng. Quay lại và theo bạn này nhé. Sóng biết đối với lá vàng này, hơi gần thấy đối với khẽ đôi mèo, hơi gần thấy đối với khẽ đôi mèo. Câu thứ năm sáu tầng bay đối với ngõ trúc, tầng bay đối với ngõ trúc. Đấy, tiếp tục đối với nhau bài tập nội dung. Nói chung bố cục của ta đường hai câu đầu là giới thiệu đề tài, bốn câu tiếp theo là triển khai nội dung, và hai câu cuối là kết luận. Xem cái bài thơ tập tôn theo người ta tắt không nhé. Hai câu đầu giới thiệu nội dung. Ao thu là nẻo nước trong veo, một chiếc thuyền câu bên nhà theo, mới giới thiệu ngư cán. Câu theo là triển khai nội dung. Sóng bắt biết đưa làng hơi vừa tí, đá bàn trong gió khẽ đưa bèo, tầng mây lơ lửng trời trong quá, ngõ trúc quân co khách văng theo, tiểu bối ôm cần đâu chẳng được, ca đâu nó đọc dưới trong lèo. Hai câu cuối là kết lại cái bài thơ nó, kết lại ý bài thơ. Nói chung thơ đường lục là một thơ nó khó và chặt chẽ và ông vần ứng đối và vô cùng bài thơ mới gói gọn trong 8 câu. Cho nên thi sĩ nào dám chọn thi thơ này thì họ đã đạt đến một cái trình độ nhất định của nó trong văn thơ. Tiếp theo là thơ lục môn. Thơ lục môn tức là thơ sáu chữ. Quy luật thơ thì nó không khó lắm, nhưng nó làm gọi cái thơ này khó hay. Và nhà thơ thì phải thật là tài năng. Các câu, các chữ cuối câu thứ một và câu chẳng lẽ thứ tư, thứ sáu và thứ tám thuộc âm bằng. Các câu lẽ ba năm bảy thuộc âm trắc. Chữ thứ tư của câu dưới thường vòng từ thứ sáu của câu trên. Đây, các chữ cuối câu thứ nhất và câu thứ chẳng. Đây, câu thứ nhất đây và câu chẳng, câu chẳng 246 thuộc đây thuộc âm bằng. Và các câu lẻ 37 công chắc. Đấy. Các chữ cuối câu thứ nhất, cuối câu thứ nhất này, và các câu chẳng 2, 4, 6 thì đều thuộc âm bạc. Đấy, nó đều không hẳn là thuộc âm bạc. 2 này, 3, 4 này, 6 này đều thuộc âm bạc hết. Nhưng các câu thuộc câu lẻ 3, 5, 7 đều thuộc âm cách. 3, 5, 7 này, 3, 5, 7 đều thuộc âm cách hết. Nó là nhà âm cách hết. Chữ thứ tư của câu dưới thường bằng với chữ thứ sáu của câu trên. Thứ tư câu dưới này, câu sáu vần câu sáu từ câu dưới này sáu câu trên này, từ dưới này sáu trên này, từ dưới sáu trên này. Đấy, thơ lục môn ta ví dụ cái bài, ví dụ nó đỏ này. Đây, tôi yêu em, tôi yêu rất nhiều, yêu biết bao nhiêu này. Thì chữ thứ tư, chữ cuối của câu thứ một và cái câu chẳng 246 là thuộc âm bằng. Đây, cuối câu thứ 1 và cái câu thứ 2, 4,
6 được một con bàn hết. Đấy. 2 này. 4 này. 6 này. Được một con bàn hết. Và các chữ 3, 5, 7 thì được con cắt. Và 3 màu đây nhé, 3, 5, 7, đấy được không đó, là chữ, cho mình lưu ý một điều nữa, là sau hai câu thì, sau câu 2 và sau, nó còn có một lưu ý nữa là chữ thứ 4 của câu, dưới thì thành vòng, chữ thứ 6 của trên, thứ 4 của câu dưới thôi. Từ cùng như này, từ nắng với từ trắng này, vòng với nhau này. Đấy, từ xuân, từ hoa với từ xuân này. Từ nói với từ giả này. Đây, từ đây. Nắng với trắng này, vòng với nhau này. Sáu cái áo này, xong cái không này. Đấy, tay với say này, tay với say này, đấy, tôi tuân theo quy luật. Hồi nãy mình nói nhầm nhá, nói nó có vòng cái giả, mà nắng với trắng này, áo với sáu này, xong cái không này, tay với say này, đấy. Vòng với nhau như thế. Thơ thứ ba đó là thơ tự do. Thơ tự do là thơ như thế nào? Thơ tự do là không quy luật, bắt buộc số chữ trong câu, số câu trong bài cũng không quy luật và âm luật cho bài thơ. Thì bài thơ tự do là do vòng ngẫu hứng của tác giả. Ngày nay nhiều người tưởng thơ tự do là thơ là nghĩa là chỉ sự ghép nối câu văn xuôi ngắn. Bởi vì thơ chỉ được gọi là thơ. Chứ nếu mà ghép không văn ngắn thì nó không phải là thơ đâu. Cho nên thơ đã là thơ tự do thì nó có vòng có điểm, cho dù nó là thơ tự do thì ví dụ nằm bên trái đây, anh có cái đầu là một trái tim, cái đầu ở giữa nhưng trái tim không chịu nằm ở giữa, cái đầu dùng công lý để xét soi nhưng trái tim có lý lẽ riêng của nó, nó không cần sự biết điều hợp lý, nó tự do như gió như mây, như cánh chim hải âu thanh thang nghĩ lại núi mang hùng vĩ. Nó có sự giao vần, các bạn thấy không? Có khi là những cái đầu reo vui thì trái tim trên đỉnh, cái đầu nó đúng thì nó bảo sai, cái đầu cũng thôi thì nó bảo là cứ nữa. Ô trái tim nó che giấu bao nhiêu điều kỳ bí mà cái đầu không bao giờ hiểu được đến nơi. Chàng hoa tiêu ở bên phải nghe lệnh ông chủ điên buồn ở dưới. Bởi vì khi có cái đầu bóp nát trái tim thì có nghĩa là nó theo mang theo nhau về nơi chín suối. Khi anh nói yêu em đó là điểm nghịch lý, nhưng biết làm sao được vì tim anh nằm ở bên trái em ơi. Đấy. Nó có sự giao vòng và nó phải không phải là sự kết hợp giữa các con văn xuôi mà nó phải có âm luật, âm vần rõ ràng, âm vần rõ ràng và nó phải có trôi chảy, không phải theo nguyên tắc nào. Đấy. Loại thể thơ chúng ta cần phải tìm hiểu đó là thơ bát ngôn. Thơ bát ngôn hay gọi là thơ tám chữ. Các giao vần thì giống như thơ tứ ngôn thôi. Các chữ cuối câu 2, 4, 6 thì thường văn bằng các chữ các câu 1, 4, 5, 8 thì thường văn bằng. Nói chung sau câu 2 là ba cứ cách hai âm cắt thì lại là hai âm bạc. Đây câu hai và câu ba cứ hai âm cắt thì lại cứ hai âm bạc. Bây giờ ta xét cái ví dụ này nhé. Tình như gió bắt đầu cơn bão nổi, tình như mây báo hiệu trầm phong ba, tình như men thiên đốt suốt xuyên gia, tình nồng thắm mặn mà hoa đêm mùa, gió đưa thuyền về bến sông kỳ mùa,
đời đưa ta vào bến lộ tình yêu, linh hồn ta nhắm mắt để bước liều, không biết nữa thiên đường hay địa ngục. Đây, bài thơ này rất hay, và chữ cuối của câu thứ 2, 3, 6 là âm bằng. Chữ cuối của câu 2, 3, 6 2, 4, 6 là âm bằng. Chữ cuối của câu thứ 2, 3, 6 là âm bằng. Còn riêng chữ cuối của câu 1, 4, 5, 1, 4, 5, 8, 9 1, 4, 5, 8 1 này 2 3 4 là 5 6 7 8 chữ cuối này câu thứ 8 này. Đấy, thì nó theo thơ Bác Hương. Đấy, nói chung và sau câu câu thứ 2 và 3 thì cứ cách nhau 2 âm trắc thì lại là 2 âm bằng. Sau câu thứ 2 và câu thứ 3. Câu thứ 2 đây và câu thứ 3 đây. Thì sau 2 câu này, sau 2 câu này thì cách hai câu âm trắc thì lại là hai câu âm bằng. Hai câu âm trắc đây, trắc trắc bằng bằng đây, hai câu này. Nếu đây là trắc độ ngộ thì đây là bằng bằng yêu liều. Đấy, chữ rõ ràng không hề gì. Đấy, thì kết thúc cái loạt bài giới thiệu thơ, chúng ta xem lại cái slide. Xem lại cái slide mà cùng ôn lại. Đây là thơ Đường Lục, một buổi mẫu nó còn gieo nó. Ví dụ cấu trúc bố cục của một thơ, một bài thơ Đường, thơ Lục Môn, thơ Sáu Chữ, thơ Tự Do. Tự do nhưng mà em muốn nói đừng có tưởng là sự kết nối gì kho văn xuôi mà ngang ngắn, mà nó là luôn luôn có văn điều, cho dù là thơ Tự Do, thơ Bát Ngôn, thơ Tám Chữ.